Para kang bagoy. Thì chỗ này rất là lầy cho nên là đi rất là khó này. Rất là trơn luôn. Đây cái bánh bên kia là nó bị lún xuống rồi nhá. Nó bị lún xuống cho nên là cái bánh này cũng không lên được luôn. Ây da. Khổ quá đi. Đây. Đấy là bị dính cái chỗ này. Dính cái chỗ này không ra được. Cho nên là mình lại tiến sang bên này. Đánh chuyển hướng sang bên này mà cũng không lên được nữa. Đây là gỗ xoan nhá anh em nhá. Khổ chưa. Đây. Cho anh em xem cái chỗ này. Cái bánh này. Lún xuống cái này cơ mà. Một tí lấy cháu quay xem lên được không nhá.
các bác nhá. Ôi giời, đúng là mệt á. Cái chỗ này trông thế rồi, lầy lắm. Bây giờ ra được thì mình bắt đầu đi nhá. Từ đây đi đến cái bãi đổ là tầm độ gần chục cây nữa, 9 cây. Thôi video của mình tạm dừng đây nhá. Anh em xem nếu thấy hay hãy đăng ký và like cho sự ủng hộ mình nhá. Chào tất cả anh em.